Tới đi vòng quẹo lại hết trơn á. Và bây giờ xin mời khán giả chúng ta có thể tặng những con lộc cho bạn Lê Xuân Đồng ạ. Rồi chúng ta có thể xuống tặng cho Đồng Lương mình yêu thích ạ. Rồi xin mời. Và hiện nay có rất nhiều vị khán giả chúng ta đang tặng những con lộc cho Đồng Lê Xuân Đồng. Một nữa xin chúc cho Đồng Lê Xuân Đồng cho các em nhỏ học giỏi, con chống lớn. Rồi xin mời các em nhỏ chúng ta cách xa ra 2 mét biểu diễn rồi. Và chúng ta đang được chứng kiến phần biểu diễn của Đồng Lê Xuân Đồng. Thành công của đơn vị Quỳnh Linh Đường đến từ thành phố Biên Hòa.